Cho nên tinh thần đạo Phật là phải
có lòng từ bi, thấy không? Đó. Bởi vậy mà trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, thấy không? Tức là mọi người ai cũng sợ hình phạt, sợ chết. Cho nên lấy mình cũng vậy, thấy không? Mình cũng sợ vậy, người cũng sợ vậy. Cho nên là không có nên mình giết hại, không có bảo người khác giết hại. À. Rồi mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Lấy mình làm ví dụ, cho nên là không giết, không bao giết, tức là ai cũng muốn sống. À, thương sống còn. À. Chúng sinh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. À. Thì như vậy biết vậy rồi, thì chúng sanh nếu mà muốn cầu an lạc á, không mà lại dùng đao gậy, dùng trượng để mà hại người khác, tức là mình hại khác, không muốn mình an lạc mà để gây đau khổ cho người, thì người mà tìm lạc đó là không thể có, cho nên đời sau cũng không có thể được lạc. Và nhân quả, cho nên đây là coi như là cái lời cảnh tỉnh cho thế gian đó, không để mình biết sống cho nên đúng ý nghĩa, không nghĩa là mình muốn an vui, người cũng an vui, mình cũng sợ đau khổ, không sợ đau gậy, sợ tử vong, tức là sợ đau khổ, thì người cũng vậy. Cho nên là lấy mình làm ví dụ đó, cho nên thường đặt trường hợp mình vào trường hợp của người, thì như vậy thì chúng ta chớ có làm đau khổ cho chúng sanh, cho người khác. Thì cái đó cũng là cái lẽ nhân quả, cũng lẽ công bằng. Mình không muốn thì không nên làm cho ai. Và cái lẽ thật trên cái tinh thần nhân quả, thì khi ta làm đau khổ cho người đó thì chính chúng ta sao? Chính chúng ta là cũng đã nhận lấy cái đau khổ cho chính mình rồi. Mình làm đau khổ cho người là mình đã nhận cái đau khổ trong chính mình rồi, chứ không phải là vui sướng gì. Nhưng mà chúng sanh vì sống trong gọi là mê lầm điên đảo, cho nên rồi gọi là sống trong cái tình gọi là chấp ngã đó, nó hạn hẹp đó, cho nên thường chỉ nghĩ đến mình thôi mà không nghĩ đến người. Cho nên rồi khi mà ví dụ như giận tức gì đó thì muốn làm cho người khổ thôi, không tức là để cho thỏa cái giận của mình thôi, cho nên lúc là nghĩ của mình thôi mà không nghĩ đến người. Nhưng mà không quên rằng khi mình làm đau khổ cho người đó, chính mình là khổ rồi, phải vậy không? Ví dụ như mình giận mình chửi ta thì mình có vui không? Nói chửi cho đã giận chứ đâu có vui gì, chứ sự thật đâu có đã gì đâu, phải không? Là trong lòng mình là nó đang nghĩa là nóng đốt luôn đó, chứ không có sung sướng gì hết, không? Thứ hai là làm đau khổ, thấy người này ta khổ, thấy người kia là khổ, ta khóc rồi đó, thì mình làm sao mà vui được, mà vui, không? Nếu mà có vui là vui giả dối thôi, chứ không có vui thật sự, phải không? Cho nên nghĩa là tâm mình lúc đó là nó là bất an rồi, không? Rồi còn phải lo sợ nữa, tức là lo sợ người ta phải trả lại, phải không? Chứ không phải chuyện vậy là xong. Làm đó, thí dụ mình đang có quyền, có thế, không? Thì rồi mình làm vậy đó, thì nghĩ rằng người ta làm xong rồi thôi, nhưng mà chuyện nó đâu có xong, người ta không có trả lại ngay đó, nhưng mà ta chờ tôi hỏi, phải không? Cho nên đứng cái tinh thần nhân quả, phải không? Thí dụ như khi mình tát ra bàn tay đó, thì mình nhớ là ta sẽ tát lại bàn tay chứ không phải là quề, phải không? Tức là có khi bây giờ mình đang có quyền có thế, người ta không tát lại được, nhưng mà ta để bụng đó, chờ mình có cơ hội. Thì khi mà có cơ hội đó, không? Thì nhiều khi người ta tát lại cho mình đó, hai ba bàn tay chứ không phải một bàn, phải vậy không? Đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa chân thật tinh thần nhân quả. Bởi vậy mà ở đây mình hiểu được cái ý nghĩa đó, không? Thì nghĩa là không nên làm đau khổ đến cho ai, đó là cái lẽ thật, đó là chính mình
là để mà giữ lại cái an vui cho mình đó, là đem an vui cho mình đó, không? Cho nên với cái tâm bi á, không? Với cái tâm bi á là thường nghĩ đến để làm vơi bớt đau khổ cho người, không? Mà thường nghĩ làm vơi bớt đau khổ cho người đó thì không thể làm tổn thương đến cho người, phải không? Với cái lòng bi là cứu khổ, là làm vơi bớt những đau khổ cho người, thì như vậy đã nghĩ làm bớt đau khổ cho người ta thì không thể làm tổn thương đến cho người rồi, phải không? Không thể làm hại người. Và như vậy tức là sống ở trong đời là không có chuyện tranh chấp thị phi để kiếm gây thêm phiền não, phải không? Cho nên người có lòng bi đó là gọi là sống là tự tại an vui trong cõi đời đó, không? Thì đó chính là con đường để mà giảm thiểu hận thù trên thế gian, không? Đó là cái nghĩa chân thật, không? Cho nên hiểu được cái nghĩa đó mình cũng phải thực tập đó, không? Vậy thì khi mà lỡ làm thương tổn đến ai á, không? Hoặc là như là lỡ nói có lời làm cho người buồn khổ, là mình phải biết sao? Đó là cũng là tổn thương đến đồng viên của mình rồi đó, không? Đến cái tâm đại viên của mình rồi đó, không? Như vậy thì biết vậy rồi thì phải mau mau dừng lại, không? Là dừng lại và xin lỗi người để mà sao? Để cỡ mở với nhau. Khi mà sân hận lên thì biết là trái với lòng vi rồi, không? Thì không thể tiếp tục để đi sâu vào thêm nữa, phải không? Cho nên nghĩa là đó chính là đem lại cái sự thanh bình cho cuộc sống. Ý nghĩa là vậy. Cho nên rồi mình cứ muốn an vui, muốn cho an bình, nhưng mà thường người ta không hiểu, cho nên là cứ phấy động lên thêm mà. Còn ở đây biết vậy đó là mình sẽ trả lại sự thanh bình, không? Cho nên phát triển cái lòng bi đó cũng là một cái cách để mình quên bớt cái ngã chấp, nó gọi là nó nhỏ hẹp, không? Tức là tự hại mình rồi hại người, không? Cho nên Bồ Tát Tịch Thiên á, ngài có nói ở trong cái tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh á, không? Ngài nói rằng tất cả tai hại trên đời như sợ hãi và những thống khổ khác đều do ngã chấp mà ra, vậy ta còn cần gì con ma chấp ngã đó? Tức là ngài thấy rõ là trên đời này á, những sự sợ hãi, những sự thống khổ đó đều do ngã chấp mà ra hết, thì biết rõ giờ thì mình cần gì mà con ma chấp ngã đó để mà gây đau khổ, không? Ngã chấp chưa tận trừ thì không thể trừ hết khổ, cũng như chưa văng bỏ lửa thì không khỏi bị bỏng tay, không? Cứ nắm lửa thì sẽ bị bỏng tay. Bởi thế hãy đừng chỉ tự hại và diệt thống khổ cho kẻ khác bằng cách bỏ bản thân mà cho mọi người tất cả thương người như chính mình, không? Đây là dạy, không? Theo cái hạnh Bồ Tát, không? Phải khéo tập, không? Đây là đình chỉ cái tự hại mình và diệt thống khổ cho kẻ khác, không? Bằng cách là sao? Cách là bỏ bản thân mình mà cho mọi người, cái là quên mình đó, quên bản thân mình để mà cho mọi người thương người như chính mình, thì như vậy khéo mà thực hiện như vậy đó, không? Thì đâu còn có nghĩ đến làm hại chúng sanh hay là làm đau khổ cho ai, phải không? Cho nên đó là cái tinh thần, không? Gọi là căn bản đó, không? Mà đó cũng chính là sao? Đây này gọi là đây là nhập Bồ Tát hạnh, tức là để mà thực hành đi vào con đường Bồ Tát, tức là làm đẹp cuộc đời đó, tức là trang nghiêm tịnh độ đó, là xây dựng tịnh độ tại nhân gian, thì sống vậy là sống vui, cho nên đó là cái những cái ý nghĩa, không? Để mình cần phải nắm vững đó để mà thực tập, không? Để sống gọi là nó cởi mở, nó bớt cái đau khổ cho thế gian, gọi là
giảm thiểu hận thù ở trên thế gian này, không? Như cái câu chuyện mà ba luồng ánh sáng đó, không? Tức là có hai anh em mà sống với người cha già, thì người anh thì cũng có gia đình nhưng người em thì còn nhỏ dại, mà ông cha lại sắp chết, không? Cho nên ông cha mới gọi hai anh em lại bên giường rồi trăn trối, không? Dặn người anh cẩn thận là con là lớn rồi, không? Có gia đình rồi, nhưng mà em con nó còn nhỏ dại, cho nên là con cũng phải khéo để lo bảo bọc nó để cho nó được khôn lớn lên, không? Xong đó thì ông trút hơi thở, nhưng mà cái cô vợ này á thì lại là người sống nó ích kỷ, tâm không có được là tốt, cứ thấy người em mà sống trong đó rồi phải lo cho nó, không? Rồi sợ cây này nó lớn lên phải chia gia tài nữa, rồi cho nên rồi cứ suối cái ông chồng, không? Phải cho nghĩa là tìm cách loại bỏ nó đi, đâu đâu nói xấu cái này, nói xấu cái kia, nhưng mà người anh này là cũng là chất phát, mới nghe cái lời căn tối cùng cha đó đâu có nghĩ chuyện đó. Nhưng mà khổ nổi là cô này cũng cứ nói bên tai hoài, lâu lâu cứ nói tiếng là một tiếng hoài, cho nên cái nguy hiểm này cho đó. Cứ nói vô nó vô hoài vậy, mà thường người ta nói cứ một cái chuyện đó mà nói hoài thì cái không phải nó cũng thành phải nữa. Phải không? Chuyện không phải mà cứ nghe hoài bên tai thì biết nó cũng thành phải à. Phải vậy không? Đó. Cho nên câu chuyện mà bà mẹ của Mạnh Tử đó, không? Mạnh Tử là nhà nho, không? Bà mẹ là người rất có đạo đức, là bà nuôi ông đó là phải dời nhà ba lần á, tức là lựa cái chỗ cho tốt, không? Thì biết con mình như vậy, nhưng mà hôm đó là ở ngoài chợ đâu có người chạy vô báo cho bà là Mạnh Tử đang giết người, không? Thì bà nó không bao giờ có chuyện đó. Rồi chút có người chạy vô nữa cũng báo bà mà tự giết người mà vợ, bà nói cũng không có chuyện đó. Tới người thứ ba chạy vô báo nữa thì bà lắc đặt, bà chạy đi. Bà chạy ra chợ liền thôi coi, không? Nhưng mà khi chạy ra tới chợ thì rõ ràng không phải, đó là người trùng tên. Nhưng mà ba người nói là bà cũng phải tin, không? Chứ còn lúc đầu là bà tin chắc là con mình không bao giờ làm chuyện đó, phải không? Nhưng mà ba người nói thì cũng phải tin. Rồi thì quý vị thấy cái nguy hiểm là chỗ đó. Thì ở đây cũng vậy, cái cô vợ cứ nói tới nó luôn hoài bên tai, thì dần dần đúng là cái anh ta cũng hơi có thành kiến với ông mẹ, nghĩ á ông mới trình trình coi những cử chỉ rồi thấy cho chắc cũng đúng vậy. Đó, cho nên sau cùng là ông cũng lập kế, ông đem dẫn bữa đó bữa tối rồi dẫn cái em vô nghĩa địa, lấy dây chói treo cây đó, không? Rồi bỏ đó dẫn đi về. Thôi là em đúng là anh thì không có ác ý gì với em hết, nhưng mà nói thiệt là em ở nhà làm phiền anh nhiều lắm, cũng làm mất công rồi bận phải lo rồi cũng nhiều chuyện này chuyện kia lắm. Thôi bây giờ là cho ở đây nha, ít ngày rồi trở lại như vậy. Rồi mặc cho đứa em mà nó la khóc kìa và đi về. Thì nhỏ dại bé mà ở nghĩa địa, không? Mà đêm hôm vậy đó đủ thứ sợ hãi, không? Thì lúc đó là nó la nó khóc lung tung hết, nhưng mà sao cũng có cái duyên lành từ nhiều phía trước, cho nên là cảm đến Phật, không? Cho nên là Phật mới phóng quang đó, rồi phóng ba luồng ánh sáng đến mà cứu đó, không? Sau đó thì Phật cũng hiện đến, không? Rồi thì nó mới phát tâm theo Phật về tịnh xá xuất gia tu lúc, không? Tu lúc thì lại chứng đạo, chứng quả, sau đó cũng có thành tâm, nhưng mà xong rồi thì mới nhớ lại anh chị của mình đó, lại thương xót anh chị của mình còn trong cái vô minh, trong cái mê làm điên đảo đó, mình giờ được ra khỏi rồi thì nhớ trở lại thương, cho nên mới dùng thần thông bay trở sinh Phật, em sinh Phật trở về, rồi dùng thần thông bay trở về đó. Thì cái cô vợ anh này tức là bà chị dâu đó,
Bữa đó cho đi ăn ra ngoài sân gì đó, cho thấy bay bay trên đó, thấy mà thấy mặt thì biết rồi, sợ quá không biết là không biết phải chết là thiệt hồn gì đó mà đòi mạng này không à, lật đật chạy vô nhà đóng cửa lại, nhưng mà người em mới xuống mới kêu không à, đây là em thật là kêu có chết và về đây là không phải là gì trả thù trả gì hết, nhưng mà đây là về để mà gọi là giúp không cho anh chị ha, con đường đó là giải thoát thôi, cho nên đời mới giải thích về cái nghĩa vô thường không, tài sản gì đó cũng là vô thường, không phải là cái của mình gì hết không à, cho nên đời mong mà sao phải là cho anh chị đó hiểu được đó, để mà tìm cầu con đường đạo để mà đi không à, chứ cái này là không có gì thuộc về chúng ta hết không. Giải thích một hơi thì anh chị đại cũng cảm cảm hóa được, anh chị cũng phát tâm theo về nghĩa là giúp Phật tu hành luôn à, thì mới thấy đúng là cái tinh thần là gọi là đại bi không, cởi mở, không gọi là không có nghĩ đến cái hận thù gì hết, hại mình như vậy mà không có gọi là hận thù mà còn lại mang ơn nữa. À, nói rằng cũng nhờ ơn anh chị đó mà em mới được gặp Phật nhờ ơn anh chị đó mới được gặp Phật rồi được tu hành được đắc đạo nữa, thì ơn này lớn lắm đó, vậy không oán hờn mà còn mang ơn nữa, cho nên nhớ ơn đó mới trở về độ ra đó, thì quý vị thấy không, mà với cái tâm như vậy đó thì nghĩa là lòng nó thanh thản không đó, và đúng là nghĩa là nó sống nó vui vẻ và thế gian không có hận thù không, cởi mở hận thù à, cho nên nghĩa là gọi là ở đâu mà có từ bi thì ở đó là vắng bóng hận thù, và ngược lại ở đâu mà thiếu từ bi thì đó là sẽ có hận thù không, phải không à, cho nên gọi là người con Phật, phải không? Thì chúng ta cần phải thực tập, không? Cái lòng từ bi, không? Ở trong cuộc sống để mà thể hiện cái tinh thần đạo pháp là gì, quý vị biết không? Sống không hận thù, là thực hiện cái tinh thần đạo pháp sống không hận thù. À, thì như vậy là đúng tinh thần, không? Của người học Phật và luôn nhớ đến cái câu Phật dạy này là chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ. Chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ, luôn luôn là nhớ vậy đó. Thì bảo đảm là cái cuộc sống của mình đó nó sẽ bớt khổ nhiều và sẽ đem lại cái tươi vui cho thế gian nhiều. Cho nên đó, người là người Phật tử, là người con Phật, ta mình phải thực tập cái tâm bi đó. Cái thứ hai là trí, không có bi rồi cũng phải có trí, tức là người học Phật, người tu Phật là phải có trí tuệ, không lấy trí tuệ để dẫn đường để làm chi, để mình mới nhận định cái điều đúng điều sai, phải không? Có trí tuệ mới nhận định được cái điều đúng điều sai, rồi phân biệt cái lẽ thật lẽ hư mà sống đúng chánh pháp, phải không? Là chứ còn thiếu trí tuệ thì như vậy lờ mờ lẫn lộn không, là cho nên phải có trí tuệ, bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, phải không à, à. Mà tu Phật tức là đi theo con đường giác ngộ không, mà đi theo đường giác ngộ là phải có trí tuệ đó, phải không? Không trí tuệ theo giác ngộ tức là không thể thiếu à. Cho nên có một lần Đức Phật ngài đang thuyết pháp thì ngài mới quay sang hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, ngài hỏi Xá Lợi Phất, ông có tin điều này hay không? Nếu như mình thì chắc là dạ bạch con tin phải không? Nhưng mà ngài tôn giả Xá Lợi Phất ngài đáp bạch Thế Tôn, không, con vẫn chưa tin được đó. Thì Phật khen ngợi hay lắm Xá Lợi Phất, ông là người có trí tuệ, kẻ trí không tin ngay, họ lắng nghe với một đầu óc cởi mở và rồi xem xét chân lý của sự việc trước khi quyết định tiếp nhận hay bác bỏ nó.
đó, à, người trí ham đó, à, chứ không phải nói vậy cái Phật vỡ, Phật vỡ không có sợ Phật buồn. Rồi đúng là người trí ham, ngài là đại trí Xá Lợi Phất mà, à, à, cho nên đó tinh thần học Phật, ham Phật cũng dạy á, tức là mình phải có trí tuệ để nhận định, không nhận định rõ ràng, à, à, cho nên đó là gọi là ngài nó rất là trí đó, không, à, bởi vậy mà trong bát chánh đạo á thì cái điều thứ nhất đó là chánh kiến. Phải không, à, nghĩa là mình học đạo là phải lấy cái chánh kiến lấy cái chánh kiến đó để mà dẫn đường, phải không, thì mới thành tựu được con đường giải thoát chân chánh, có chánh kiến, không, à, nghĩa là phải có cái thấy đúng, phải không, thấy đúng rồi mới nghĩ đúng, rồi mới nói đúng, làm đúng, sống đúng. Phải không, còn nếu mà thấy sai rồi thì nó đi dọc theo dọc nó nữa, phải không, à, thấy sai thì nghĩ cũng sai, rồi nói cũng sai, làm sai, sống cũng sai, rồi cho nên cái thấy đúng quan trọng, phải không, rồi cho nên là chánh kiến là đi đầu, à, thì thấy nó quan trọng vậy, phải không. Bởi vậy mình thì nhiều khi rồi mình cũng hơi lơ là, phải không, à, à, cho nên rồi đây là học Phật, tinh thần học Phật đó phải hiểu kỹ vậy đó, phải không, mà với tinh thần đó, à, thì sống hành hành đúng vậy đó thì bảo đảm là mình đi đúng đường, thấy không? Cho nên kinh Pháp Cú thì Phật dạy đó, như giữa đống rác nhớt quăng bỏ trên đường lớn thì chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, thì cũng vậy giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác là sáng ngời với trí tuệ. Đệ tử Phật là phải vậy đó, thấy không? Nghĩa là đệ tử bậc chánh giác là phải làm sao, là phải là bậc sáng, nghĩa là sống giữa cuộc đời đầy phiền não vô minh, gọi là quế nhiễm mù này, mà sống vươn lên, sống sáng ngời với trí tuệ, chứ không thể sống mù tối theo. À, giống như hoa sen mà giữa bụng lầy mà nó vươn lên nè, vươn lên khỏi bụng lầy, thì đệ tử bậc chánh giác cũng như vậy, thấy không? À, gọi là ở trong bụng lầy của thế gian mà mình sống vươn lên chứ không thể chìm theo đó, à, rồi tức là phải là người gọi là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần nghĩa là giữa quần mê đó, không, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hè, à, tức là để tôi phật bày ra, tức là tinh cần siêng năng giữa những người phóng dật, tỉnh thức giữa những người còn đang ngủ, người mê, à, những người đang mê đang ngủ đó, nhưng mà phải tỉnh, mình phải tỉnh thức ra, giống như là con ngựa nó phi vượt lên bỏ lại sao những con ngựa hàng, à, đệ tử của bậc chánh giác là phải như vậy, à, chứ không thể đồng trở lại với những người khác như vậy, tức là ta mê cũng mê theo, ta phóng dật mình cũng phóng dật theo, không phải vậy, ăn mình thích nghe, đi nghe là ngược lại vậy đó, giữa những người phóng dật mình sống không phóng dật, à, còn giữa người đang ngủ mê thì mình là tỉnh thức, à, thì tỉnh thức như là mình để mình thấy lối đi, để mình mở con đường sáng ra, à, để mà thoát ra, à, chứ không thể mê theo đó để rồi cùng đó là sa hầm sụp hố, không? Tức là chìm ở trong khổ đau, à, cho nên là để đỡ Phật để đỡ chính giác là phải sống và nó vượt lên như vậy, không? Gọi là sống vươn lên đó, không? Gọi là ở đây ngài gọi là bỏ lại sao những con ngựa hèn, không, à, tức là giống như người giỏi nó phi nó vượt lên bỏ lại sao những con hèn, chứ không phải là cứ hèn theo nó luôn. Đó thì không phải vậy, phải không, à, mà ở đây á, là cần gọi là phải sống với chân diệu pháp á, tức là những cái pháp nhiệm màu chân thật, không, tức là chánh pháp, phải sống với chánh pháp chứ không phải mê lầm theo phiền não, theo si mê, không? Gọi là sống là không có pháp đó, không? Còn ở đây là đệ tử Phật là phải sống theo pháp, phải sống theo chánh pháp, nào? Tức là sao? Tức là phải dùng trí tuệ để soi sáng tâm, điều phục nó theo về với chánh pháp, không? À, chứ không phải mà để theo nó đi theo cái chiều mê, nào? Phải đi ngược lại như vậy, như Phật dạy á, không, người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thợ mộc cứu gỗ,
bậc trí thì nhiếp tự thân, tức là phải thu nhiếp tự thân. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Đó. Nghĩa là bậc trí không? Là như vậy đó, không? Tức là thấy người trị thủy, người làm tên, người thợ mộc làm những cái việc như vậy đó, thì liền suy nghĩ đến cái việc điều phục tâm mình, tức nhân cái pháp thế gian mà thấy đến Phật pháp, chứ không phải mà mê theo đó. Đây là liên hệ đến câu chuyện của ông vị Sa Di mà 7 tuổi chứng A-la-hán, mới 7 tuổi thôi mà chứng A-la-hán. Tức là vị Sa Di này là có cái duyên lành nhiều đời, cho nên là sinh ra là 7 tuổi là sinh cha mẹ đi xuất gia với tôn giả Xá Lợi Phất, cũng là bậc đại trí tuệ, không? Thì nghĩa là cha mẹ mới cũng nhà giàu, cho nên là đưa đi vào đó xuất gia, thì cũng ở lại 7 ngày để cúng dường. Cúng dường luôn liên tiếp 7 ngày. Xong rồi qua ngày thứ 8 thì hết cúng dường rồi, thì Sa Di này, tức là Sa Di Hiền Trí, mới đi theo tôn giả Xá Lợi Phất để mà kết thực. Và khi mà xuất gia đó, thì đây xuất gia thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng dạy cho cái vị Sa Di này về cái phép quán, gọi là năm cái chi đầu về cái đề mục tham thiền, tức là 32 thể trược ở trong thân đó. Nhưng mà đây là năm chi đầu căn bản thôi, bởi vì nhỏ thì không thể mà học hết được tới 32 thứ, cho nên là chi đầu tức là quán về sao tóc, lông, răng, móng, móng tay đó, và da, ra năm cái đề mục cái căn bản. Thì khởi đầu là bằng cái đề mục tóc để mà làm phép xuất gia. Trước là cạo tóc rồi đó xuống đó, lấy đó làm đề mục đầu tiên đó. Cho nên chúng ta mình bây giờ thì nhiều khi thì cũng hơi hờ hợp đó, quý vị xuất gia mà cũng ít có để ý. Chứ đúng là khi xuất gia thì ngay khi cạo tóc là lấy cái tóc nó rớt xuống đó làm cái đề mục mình quán là cũng một cái rất là cảnh tỉnh. Nhưng mà có nhiều người lại thiếu ý thức như vậy đó mà còn đi ngược lại nữa. Quý vị biết ngược lại sao không? Thế là cạo rồi là lấy gối làm kỷ niệm. Thì thật là như vậy, tức là để dành trở lại. Cho nên nhiều khi là mình làm cái chuyện mà nó trái đạo lý mà không hay, phải không? Đã cạo bỏ rồi thấy gối trở lại để làm kỷ niệm. Còn ở đây là phải quán, đây là quán nó là thể trường, tóc mới là cái bất tịnh, nó là nhơ nhớp, không có gì đáng quý đáng tiếc, không? Nhân đó mà tiến lên sâu trong đạo nữa là quý vị mới thấy. Cho nên có nhiều cái mà đó không nói thì nhiều khi quý vị cũng nhiều khi cũng đó cũng lơ là, không? Chứ đúng là ý nghĩa vậy. Thì tới ngày thứ 7, ngày thứ 8 thì ông Sa Di Hiền Trí này mới đi theo tôn giả Sa Phất để mà thất thực. Thì trên đường đi đó, đi một quãng thì mới thấy một cái gọi là một cái rãnh nước, không? Rãnh nước như cái đường nước. Thì ông mới hỏi ngài Sa Di Hiền Trí, mà hỏi tôn giả Sa Lợi Phất cái đó là gì, ta dùng làm gì. Thì Sa Lợi Phất nói đó là nước, người ta dùng đó để mà dẫn nước vào trong ruộng đó, nhưng mà ta tưới người ta là làm ruộng làm rẫy nè. Thì ngay đó thì ông Sa Di Hiền Trí này mới thưa với thầy có ý nghĩ liền, bạch thầy, một vật mà vô tri nó không có tâm thức gì hết như vậy đó, mà người ta còn có thể dẫn dắt nó đến cái chỗ người ta mong muốn, đúng không? Để làm công việc như ý của mình, đúng không? Thì như vậy tại sao mà những chúng sanh đã có tâm thức, tức là có hiểu biết, có tri giác, mà không thể tự điều chế tâm mình, thấy không? Để mà hành theo cái pháp sa môn. Kia nó là vật vô tri thôi, người ta còn làm được như vậy, làm cho nó theo ý mình được. Còn này tâm của mình là nó có hiểu biết, nó có tri giác, tại sao mình không điều phục nó, dẫn nó đi đúng đường được, phải không? Đi theo một quãng nữa thì Sa Di Hiền Trí này mới thấy người làm tên đang hơ lửa, hơ mũi tên đó, rồi nheo mắt, nhắm lại mắt đó để mà uống cho nó thẳng. Thì
Sa Di này cũng hỏi lại tôn giả Xá Lợi Phất. Thì ngài cũng nói đó là người ta làm tên đó, người ta uống cho thẳng, phải không? Thì Sa Di này cũng liền nghĩ thầm, cái mũi tên đó là cái Phật vô tri, vô giác, còn không biết gì hết, mà người ta cũng có thể uống cho nó thẳng để mà được theo ý muốn của mình. Còn con người là gọi là các bạn gọi là hạng thượng đẳng mà là có tri thức, có tri giác, có hiểu biết, thì tại sao lại không thể kiểm soát và điều phục cái tâm mình để mà đạt đến đầu quả A La Hán, tức là uống cho nó theo đi theo đường thẳng đến các bạn đó. Cái kia nó là gọi vô tri, còn làm như vậy, còn đây là hiểu biết, có hiểu biết, có tri giác, tại sao không làm được như vậy, thấy không? Đó, đi thêm một khoảng nữa thì thấy một người đẻo bánh xe, đang đẻo bánh xe, thì ông Sa Di Hiền Trí cũng hỏi thầy, thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng trả lời đó là người ta đẻo đó cho để mà thành cái bánh xe để mà dùng chuyên chở. Thì Sa Di này cũng là nghĩ gỗ cũng là một cái vô tri vô giác, cũng không biết gì hết, mà người ta cũng có thể đẻo gọt làm theo ý muốn của mình để mà thành cái vật dụng, không sử dụng nó, không vậy thì còn mình là con người, người ta là con người cũng thì là có trí, có tri giác, có hiểu biết, không mà tại sao lại không thể điều phục tâm mình uống nắng đó để mà đạt đến đạo quả A La Hán? Vì thấy mới 7 tuổi mà biết suy nghĩ vậy đó. Vậy thì mình thấy mình hơn không? Cho nên ở trong pháp cú á, Phật dạy đó, người dù sống trăm năm mà không biết trăm diệu pháp cũng không bằng sống một ngày mà thấy được trăm diệu pháp đó. Hoặc là người sống trăm năm mà không thấy được pháp sinh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được trăm diệt đó. Thì ở đây ông Sa Di này mới 7 tuổi mà biết suy nghĩ vậy đó, thì mình thấy đáng phục đó. Phải không? Thấy được, thấy cái đó là nó có một cái cảm nghĩ vậy đó để mà nó đánh thức cái trong nội tâm của ông liền. Cho nên ngay đó thì Sa Di Hiền Trí này mới thôi, giờ xin trao bát lại cho thầy để cho thầy đi cất thực đi, ông về không đi nữa. Mà đúng là ngài Xá Lợi Phất đúng là bậc A La Hán, chứ nếu mà thầy thường thường kiểu đó thì sao? Nó mới xuất gia này vẫn cứ đi rồi, cái này đều rồi cái bỏ về, không là nói sẵn rồi, phải không? Nhưng mà đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài biết, rồi ngài cho sẵn sàng, ngài giao, rồi còn giao cái chìa khóa thách nữa, dặn về là con về là con vào trong thách để ở ngoài, đi ngoài nhiều khi thì chắc rít rồi đó, sợ nguy hiểm. Thì ông Sa Di Hiền Trí này mới về vào trong thất, mới liền tọa thiền quán, quán về thân để mà điều phục tâm ý của mình, lấy những cái đó là nó khích lệ mình đó, thiền quán chiếu thực tập, biết làm sao mà cho ngày nay là phải chức quả hát được. Thì lúc đó mới cảm đến trời Đế Thích, tức là trời Thích đang ở trên kia ngồi, nó đang nóng cái chỗ ngồi, mới dùng nghĩa là cây thiên nhãn mới quát chiếu rồi mới thấy việc này, cho nên mới xuống rồi sai tứ thiên vương đó mới đứng bốn gốc ở trong cái vườn đó để mà canh cho chim chóc rồi nó không cho vào đó để yên tĩnh cho cái vị Sa Di này quát, không rồi còn sai những cái thần mặt trời mặt trăng là tức là dùng những cái thần lực đó, dùng thần lực để mà ngăn, không ngăn mặt trời, hôm nay là không cho mặt trời mà lặn đó cho Sa Di này không mong tu. Rồi Đức Phật thì ngài cũng quán chiếu, ngài cũng thấy được, cho nên là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài khất thực xong rồi á, thì ngài cũng được tiếp chủ nghĩa là cúng một phần để mà đem về cho Sa Di này, bởi vì trước tao có ăn cho nên là thầy phải lãnh phần cho ông Sa Di này nữa. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất về á, thì Đức Phật ngài thấy nghĩa là ngài dùng trí ngài quan sát, ngài thấy ông Sa Di này cũng sắp chứng A La Hán, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài về sắp tới rồi, mà nếu mà để ngài Xá Lợi Phất về tới ngài gõ cửa này vào thì làm cái này lỡ dở rồi, cho nên Đức Phật ngài mới đi tới
Ngài mới đón đường Ngài Sa La Phất, Ngài mới hỏi mấy câu về cũng là Phật Pháp rồi đó, nhưng mà đây là cũng là hỏi để mà coi như cầm chân thôi. Hỏi vì Ngài Sa La Phất Ngài cũng đáp, hỏi đáp hỏi đáp cầm chân Ngài Sa La Phất lại. Thì khi mà Đức Phật biết trong đó là Sa Di Hiền Ký chứng quả La Hán rồi, thì Ngài mới thôi để cho Ngài Sa La Phất đi vào. Thì mới Ngài Sa La Phất đi vào mới đưa cái phần cơ, phần thức thực đó của Sa Di đó cho ông ăn. Thì khi Sa Di Hiền Ký này dùng xong rồi đó, rửa bát rồi xong rồi đó, thì mặt trời liền sụp tối. Tức là chư thiên thâu tình lên rồi, cho nên ngay đó liền sụp tối liền. Và coi như là ngay giữa trưa cái bóng tối. Cho nên hôm đó các vị tỳ kheo mới lấy làm lạ, thắc mắc hôm nay sao mà có chuyện lạ vậy. Nghĩa là sao trời đang bóng giữa trưa cái thì sụp tối liền, cho nên nó bàn. Thì Đức Phật biết, cho nên Ngài mới đi đến, Ngài mới giải thích về cái chuyện của ông Sa Di Hiền Ký này. Đó. Thì cho nên rồi Ngài mới nói cái bài kệ đó, thấy không? Gọi là người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhất tự thân đó, thấy không? Đó. Thì như vậy đó, không? Để cho thấy rằng bậc trí đó là phải như vậy đó, không? Thấy những cái vật vô tình không có tri giác mà người ta còn có thể làm cho nó thuận theo ý mình, không? Cho thành lợi được, mình còn người trí mà. Không? Tức là người là con người là có tâm thức, là có hiểu biết, thì tại sao lại không thể điều phục nó để mà đi vào con đường đạo được. Cho nên đây mình không có đổ thừa là tôi có điều dụng tâm, không có đổ thừa được, phải không? Những cái mà vô tri người ta còn làm được mà bây giờ thấy là khoa học không tiến bộ thấy ghê gớm không? Không, những cái vô tri vô giác thôi mà người ta để điều nó lên tới cung trăng, không lên tới sao Mộc sao Hỏa, rồi những cái máy móc không như vi tính nào đó, không những cái đó là cái vô tri vô giác thôi chứ gì nữa, mà người ta còn tới cho nó vào những cái bộ nhớ mà nó làm việc còn hơn mình nữa, phải không? Vì mình mà có tri giác là thua những cái đó là sao, phải không? Đó. Cho nên lấy đó là để mà thức tỉnh là mình là vậy, thì mình có đủ khả năng để mình làm chuyện này chứ không phải không có. Phải không? Chỉ là do là mình sao là không chịu làm. Phải không? Chứ không phải là không có khả năng làm. Đó. Tức là đây là mình phải khéo sao để mà thắp sáng cái trí tuệ lên, phải không? Đó. Chứ không có thể mà sống theo cái vô minh, cái lập định ra được nữa. Đó. Để mà thấy đến những cái lẽ thật sáng ngời trong cuộc sống này, để mà gọi là sống vươn lên trong cái cõi đời phàm tục. Đó. Như vậy thì sống với trí tuệ thì tức là không sống theo những cái lời khen tiếng chê giọng kia nữa để mà thành phiền não. Cho nên ở đây Phật mới nói đó, nghe không? Nghĩa là như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê thì người trí không dao động. Có trí tuệ mình mới nhận xét, mình mới phán đoán, thấy được những lẽ thật đó, không? Rồi mình mới chuyển hóa, không? Cho nên đúng là tu Phật là phải có trí tuệ đó, không? Chứ còn không thì không dễ gì. Có trí tuệ thì mới soi thấu được. Đó. Như vậy tức là mình phải sống vững ở trong chánh pháp, phải không? Vậy tức là có bi thì cũng phải có trí, không? Rồi thêm ra nữa cái gì nữa, trí là cái dũng, là người tu Phật là phải có dũng đó chứ không thể yếu được. Tao phải có dũng đó. Đó. Nghĩa là dũng ở đây á là không phải là lo đấu tranh hơn thua, đó gọi là dũng. Dũng đâu phải, dũng là dũng của thế gian, còn dũng ở đây á là cái gì? Dũng ở đây á là sẵn sàng để mà vượt qua mọi khó khăn chướng ngại trên đường tu. Phải không? Không lưu sụp, không nản lòng, đó cái dũng đó. Phải không? Chúng ta dũng đi đánh nhau không đi hết. Cho nên mình mới thấy là Phật được tôn là gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Ngài đâu có đánh ai. Vậy tức là đây là phải dũng như đó, tức là quyết thắng những cái tập khí xấu dở, phải không?
những cái thói quen mê làm điên đảo để nó dẫn sang những cái phiền não khổ đau, đó là dũng cái đó, đó phải không? Mà cái đó phải dũng mới được chứ không có dũng là làm được, phải không? Nghĩa là không có dũng thì không thể tu tiến được. Thấy cái tập khí nào nó hơi khó khó trừ thôi chịu nó cái cho rồi phải không? Thì không có dũng, phải không? Vậy là tức là sống theo thế gian bài, sống vô minh bài, phải không? Thấy cái nào cái tập khí thói quen nó khó quá, khó trừ quá thôi kệ. Thì vậy là làm sao tu tiến được? Tức là vậy là thu cuộc thôi, không? Ngay những chuyện bình thường thôi. Ngồi thiền mà không có dũng ngồi không nổi nữa phải không? Đau đau cái bỏ chân ra thôi đâu có phải không? Thì đâu có dũng, cho nên cũng phải có dũng thì mới thắng được, phải không? Chứ đúng là mới ngồi thiền là mà thế nào là cũng bị đau thôi, mà sợ đau thì thôi đâu có ngồi đó đâu. Cho nên ở đây không, đó là Phật dạy người tu Phật không, là phải có dũng đó, gọi là để phải tự thắng mình mà đúng tự thắng mình còn khó hơn thắng bên ngoài, cho nên gọi là khó hơn thắng vạn quân địch bên ngoài đó. Cho nên cần phải có cái vũ khí không, kiên trì để mình chuyển hóa những cái khó khăn, chuyển hết những cái khó, những cái chướng ngại đó để mà thành thông suốt, thì đó mới là tiến bước trên đường đạo. Cho nên chúng ta không? Người tu mà đúng chánh pháp đó, thì không có chướng. Lâu nay có nhiều người nói sao mà tôi chưa tu được cái gì mà tu cái là gặp chướng hoài phải không? Không phải là vậy là phải đổ nghiệp phải không? Phải không? Khi chưa tu là không thấy chướng, mà cái tu mà thấy chướng hoài vậy là sao? Cái là thối tâm phải không? Rồi vừa rồi cũng vậy, có người Phật tử nghe hỏi thầy có phải là tu đúng với pháp là phải có nhiều chướng không thầy? Là thì ở đây cái thầy nói chuyện không có, tu đúng chánh pháp là không có chướng, chỉ tu không đúng chánh pháp mới có chướng. Nào quý vị phải hiểu kỹ cái điều đó, chứ còn không thể hiểu là, mà lệ lạc được, lơ là được, phải không? Bởi vì tu đúng á thì sao? Thì mình chuyển hết các chướng để mà vượt qua phải không? Vượt qua hết những cái nghịch cảnh đó để mà thành tựu con đường giác ngộ giải thoát của mình thì đâu có chướng, phải không? Nào như vậy thì mới có các bậc hiền thánh được chứ. Còn tu không đúng á, cho nên là thấy hơi hơi cái thành bỏ nó là chướng, người ta thối tâm thành ra là rớt trở lại, đó là chướng thiệt, phải không? Kết quả là chướng. Cho nên tu đúng trên pháp là không có chướng, phải không? Vượt qua hết, vượt mọi khó khăn hết, không có gì chướng hết, phải không? Đó. Chính những cái chướng đó là những cái sao? Là những cái bài học, là những cái bước để mà làm cho mình giống là cái đòn bẩy để cho mình tiến mạnh lên đó. Cho nên mỗi một lần khó khăn vượt lên là mỗi lần mình lớn mạnh thêm lên, chứ không có chướng phải không? Tức là vượt lên một lần khó khăn là mình mạnh thêm một lúc nữa, phải không? Cho nên trong kinh Kim Cang mà quý vị có học đó, trong cái phần mà hay sạch nghiệp chướng đó, thấy không? Thì Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề là này Tu Bồ Đề, hoặc có người thiện nam hoặc là kẻ thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh tiện thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra đọa vào ác đạo, nhưng mà do đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được vô thượng cái đẳng tích giác. Vì đâu có chướng phải không? Cho nên người mà không có hiểu đúng á thì nghĩ rằng kinh Kim Cang là ca ngợi hay tán thán công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, mình tụng kinh sao mà thấy chướng vậy? Bị mới tụng kinh là thấy người này chửi cái mắt phải không? Thấy chướng ngay thì vậy là sao, phải không? Thì đó đúng là hiểu sai, phải không? Đây là Phật dạy không có chướng, phải không? Tức là Phật nói là sao? Tức là do công đức trì kinh, không? Cho nên đáng lẽ mình có những cái tội nghiệp nó phải đọa, không? Tức là tội nặng, nhưng mà do công đức trì kinh này nó mới chuyển nặng thành nhẹ, cho nên thành cái quả báo hiện đời thôi, không? Chịu cái báo hiện đời thôi, khỏi phải đọa nhiều nhiều kiếp nữa,
phải không? Còn khi mà đọa rồi thì thời gian quá dài, phải không? Còn trong hiện đời đây bị chửi mắt chửi sơ sơ tỉnh đói phải không? Đó là chuyển nặng thành nhẹ, phải không? Rồi xong đó rồi thì nhẹ nhàng, cho nên gọi là mau thành vô thượng cái đẳng cái giác. Vậy thì đâu có trước, phải không? À, cho nên hiểu vậy rồi thì sao? Thì vậy là thấy những cái điều đó thì biết vậy đó thì càng nỗ lực tinh tiến tu thêm nữa, ha. À, thì lúc khi mà nó qua hết những cái này rồi thì nghĩa là nó mau thành tựu kết quả, ha. Nó nhẹ rồi, ha. Giống như nợ trả hết rồi thôi, nhẹ nhàng, phải không? À, cho nên là không chướng. À, vậy vậy cho nên gọi là hiểu đúng pháp, ha. Không? Thì không có chướng, ha. Tức là hiểu đúng pháp là thấy đúng là đây là do công đức mình tụng kinh nào, mình trì kinh nào. À, cho nên nó chuyển những cái nghiệp nặng đó thành nhẹ, vậy thì tức là mau thành bồ đề thôi, phải không? Đó, vậy càng khích lại mình tiến thêm nữa. À, tức là luôn để mình sống trong cái trí bát nhã, cho lúc nào cũng sáng hết, vượt qua tất cả không có gì có chướng hết, phải không? À, cho nên đó đúng là phải có dũng đó, nhưng mà dũng đó cũng đi theo trí, có trí có dũng, phải không? Đó, cho nên nếu hiểu sai ấy, thì thấy chướng là nó thành trở ngại trên đường tu. Bởi vì thường nhiều khi là mới tu thì nghĩ rằng mình mới tu thì tụng kinh đang mong cầu cho gặp điều lành, điều tốt rồi phải không? Và thấy vậy là thấy nản lòng. Đó, thì đây là phải hiểu, vậy có trí tuệ phán xét, phải có dũng để mà vượt qua những cái chướng, những cái khó khăn, chứ không có thể mà gọi là cầu gì cũng dễ dàng hết, phải không? Cho nên đây là phải nhớ cuộc đời là tương đối, phải không? Tức là vô thường là tương đối thì không có cái chuyện hoàn toàn như ý được, phải không? Không chuyện hoàn toàn như ý được, mà luôn luôn sẽ có những cảnh bất như ý đến với mình, đó là chuyện nghĩa là thường mà. Lẽ thật con nói là như vậy, phải không? Cho nên nếu mà mình cứ muốn cái gì đâu phải suôn suôn như ý hết á thì không được, là khổ rồi. Giờ thấy cái là thành chướng, phải không? À, cho nên người biết pháp á thì quán rõ nó bằng trí tuệ để mà vượt qua. Cho nên đây có phải có trí đó, ham trí rồi dũng để mà vượt qua, không? Bởi vì chính cái đó đó là nói lên cái lẽ thật của cuộc đời, và chính đó đó là nó biểu hiện Phật pháp không sai, chứ không phải như vậy đó là thành trước, mà mình phải thấy đó chính là đó là biểu hiện Phật pháp đó. Bởi vì sao? Đó là đã soi sáng thêm Phật pháp, chứ không phải là trước. Mà hiểu gì đó, nếu mà thế gian mà không như thế đó thì cái chân lý vô thường, khổ vô ngã thành sai chứ, phải không? Cái gì mà cũng là suông như ý mình hết thì thành ra Phật nói là chân lý thế gian là vô thường, là khổ vô ngã, thành ra sai rồi. Cho nên chính đó là biểu hiện Phật pháp đó, là soi sáng Phật pháp ở thế gian đó, thì đâu phải trước, phải không? À, cho nên hiểu rõ như vậy đó thì lấy đó làm cái pháp quán, ha, để mình chuyển thành Phật pháp, để mình đưa mình tiến sâu vào trong đạo thêm, ha, phải không? À, chính đó là cái pháp quán của mình đó, cho nên đó là pháp, đó là Phật pháp đó, ha, chứ không phải trước, phải không? À, à, thì đó là một cái sức mạnh để mình tiến lên trên đường chạy thoát gì đấy, ha. À, người kéo tu vậy, ha, cho nên quán vậy rồi thì không còn gì để trước, ha, mà là có dũng nữa, phải không? Dũng mạnh để vượt qua cái khó chướng. À, thì đó đây là có trí nó bổ túc cho dũng, thành ra cái dũng là dũng có trí tuệ, cái dũng sáng ngời đạo lý, chứ không phải cái dũng mù quáng, phải không? Còn cái dũng mù quáng thì nó nguy hiểm, phải không? À, còn đây là dũng có trí tuệ, cái dũng sáng ngời đạo lý trong đó. À, đó thì đây mới là cái dũng mình có người Phật tử vào đó, không? Đó, người tu vào đó, không? Đó. Cho nên ở trong nhà thiền Hoàng Bá này có bài kể đó là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm vững giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đó, kinh nghiệm của các ngài, tức là muốn đến cái chỗ chân thật là phải chịu cái lạnh buốt thấu xương, phải không? Chứ không thể mà cầu dễ dàng được, phải không? Có lập trường vững chắc, phải không? Là vượt mọi khó khăn, phải không? À,
trở ngại, thấy không? Thì qua cái đó rồi thì mới gửi được cái mùi qua máy, thấy không? Trên con đường của hàng để được Phật đi là như vậy đó, chứ không thể yếu đuối được, không thể cầu dễ dàng được, thấy không? Muốn cái gì là không phải như ý được, cho nên đó là phải có cái dũng mãnh để mà vượt lên, để mà tiến thẳng qua những khó khăn, những cái chướng ngại, thấy không? Là thì mới nếm được cái mùi vị của đạo. À, quý vị phải hiểu kỹ cái điều đó. Cho nên thiền sư Đại Huệ đó, ngài có bảo ông Tăng Kiên Du, ông Tăng Kiên Du này cũng là ông làm quan nhưng mà lại tham thiền, làm quan nhưng cũng để dành thời gian để tham thiền học đạo. Nhưng mà ông tự than cũng có những cái ác duyên kiếp trước đó, cho nên nó cũng hơi trước. Cho nên ngài Đại Huệ ngài nó bảo ông là việc ông tự than do có ác duyên kiếp trước mà nay phải chịu quả báo này, thế thì không đúng. Ngài bảo vậy không đúng, ông nói kêu đó là không đúng. Nếu ông nghĩ như thế là chứng đạo rồi. Cổ đức nói theo dòng nhật định tánh, không buồn cũng không cũng chẳng vui. Còn kinh Yama Cật nói là ví như cao nguyên đất khô thì chẳng sanh qua sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp mới mọc qua này. Phật nói thì tự tánh chẳng giữ chân như, tùy duyên mà thành tựu tất cả pháp. Lại nói tùy duyên cảm ứng khắp mọi nơi mà thường ở tại tòa Bồ Đề, không? Là thì như vậy là há dối người ư, không? Vậy tức là ngài Đại Huệ ngài này bảo là ông nói gì không được, à, bởi vì chính ở trong đó, không? À, mới có sanh hoa sen, tức là mới có Bồ Đề, không? Là chứ không thể tìm Bồ Đề ở đâu khác. À, giống như là ở nơi công nguyên đất khô thì không có hoa sen được, hoa sen phải mọc ở nơi bùn lầy. Thì cũng vậy, ở trong những cái chướng, không? Những cái khó đó mới có phát sanh Bồ Đề. Chứ ông không thể nói đổ thừa đó là chướng. Nghĩa là đây, ở trong những cái phiền não, ở trong những cái chướng duyên, những cái chướng duyên đó thì nhân cái đó, không? Thì mình mới giác ngộ, mới cảm vậy đó, mới giác ngộ phát tâm tỉnh giác Bồ Đề, mình mới thấy được những cái đó là những cái mà gọi là nó đau khổ, thì mình mới có tỉnh, không? Rồi tu trừ, còn cầu ở công nguyên ở đất khô con mình sao thấy được. Cho nên đây thì ngài nói là phải biết là sao, tùy duyên cảm ứng khắp nơi mà vẫn thường ở nơi tòa Bồ Đề, tức là không mất ánh sáng giác ngộ đó, không? Tự nhiên khắp mọi nơi hết, nhưng mà vẫn không lúc nào để mất cái ánh sáng giác ngộ, là mình chuyển hết những cái chứng đó thì càng sáng tỏa cái dũng ở trong đạo thêm, không? Như vậy thì đó là những cái chứng mà mình được chuyển hết, cho nên thành thông hết, không có chứng. Thì người đó cho nên Phật là phải thấy vậy để mà có cái dũng, không? Để mà tiến trên đường đạo. Chứ còn cầu đừng có nghĩ cái cầu cái gì cũng dễ dễ hết, khi gặp khó cái là thối đuôi, là thành trước, không? Và phải nhớ, không? Và như vậy thì để thấy rằng đây là cái điểm mà để càng giúp thêm sức mạnh cho người học Phật là sao, tức là với cái dũng này ở trong người, trong cái tinh thần của học Phật đó là cái tinh thần vô ngã trong đạo Phật. Chính tinh thần vô ngã này càng giúp thêm cái dũng nữa, ha, cái sức mạnh trong người học Phật, không? Quán rõ để mà thấy đúng lẽ thật á, thì không có cái ta và của ta thật, phải không? Thì trong đây không có cái ta và của ta thật á, thì lấy ai để mà chứa, phải không? Rồi lấy ai để mà sợ? Cho nên chính như mình thấy có ta thật không có chứa, phải không? Còn không có ta thật thì lấy ai để chứa? Cho nên chính tinh thần vô ngã đó là thêm sức mạnh cho mình nữa. Tức là càng soi sáng thêm cái sức dũng. Thì như vậy hiểu vậy đó, thì trên đường học đạo của mình đó càng cái nào bước tiến tới càng có những bước tiến vững, không? Để ở đây thì kể câu chuyện mà cung nữ nghe pháp này để cho quý vị mà hiểu được thấy là cái dũng của người Phật tử ngày xưa đó. Tức là ông vua A Dục là ban đầu là ông vua rất là hung ác, nhưng mà sao ông hiểu được Phật pháp, ông quay về Phật pháp thì ông là vừa vị hộ pháp, gọi là đại hộ pháp ở trong Phật pháp, không?
thì ông thường cũng mời các vị cao tăng vào cung giảng. Nhưng mà vì theo phép trong nhà vua thì giảng, khi mà giảng hay đó thì có cái tấm màn ngăn, thì các vị pháp sư là giảng bên ngoài, nhưng mà những cung nữ rồi đó thì ở sau bức màn chứ không cho pháp sư nhìn thấy mặt cung nữ. Thì hôm đó thì ông vua cũng mời vị cũng pháp sư nghe không, cũng thông hiểu các tăng đoàn cũng vào trong này giảng. Thì hôm đó pháp sư này bản về bố thí trì giới thì được quả báo sanh lên cõi trời nghe không. Thì trong đó có một cung nữ nghe, nhưng mà cô hơi có cái thắc mắc, nhưng mà lúc đó là cái thời gian thỉnh pháp nó cũng hết rồi nghe không, tức là gần hết rồi, cho nên rồi cô mới vội vàng, cô tung cái đèn, cô chạy ra quỳ trước pháp sư. Cô hỏi: bạch thầy, trước đây á thì Phật ngồi dưới cội bồ đề giác ngộ thành đạo, thì cái mà ngài giác ngộ đó đó đâu hẳn chỉ là bố thí trì giới thôi, chỉ còn có cái gì nữa không? Thì pháp sư này mới trả lời là Phật còn nhận thức là tứ thánh đế không, tức là bốn cái chân đế đó không, ngài thấy rõ. Nhưng mà bản tính của muôn vật trên thế gian này nó là khổ, rồi những cái cội nguồn, những cái nguyên nhân đưa đến những cái khổ đó là cái gọi là cái nghiệp tập đó, tức là tập đế đó. Rồi ngài muốn giúp những cái nghiệp tập đó không, để mà không còn có cái quả khổ đó, để mà thật sự được an vui đó không, thì tức là để mà đến được niết bàn, tức là hết khổ, không còn cái quả khổ đó, thì phải giúp cái nghiệp tập đó. Không còn nghiệp tập đó thì không còn cái quả khổ, thì đó là cái chỗ an vui niết bàn, tức là diệt đế. Và để thực hiện được cái điều đó thì phải tu bát chánh đạo, tức là đạo đế, tức là những con đường để mà trừ những cái tập nghiệp đó thì sẽ được giải thoát. Thì qua là giải thích cũng là đơn giản ngắn gọn của pháp sư, nhưng mà với cái chủng duyên sẵn có của cô cung nữ này á, thì khiến cô sáng tỏ được đạo lý tứ đế, cô ngay đó liền chứng quả tu đạo bà. Nhưng mà ngay đó thì cô biết mình đã phạm cái lệnh cấm ông vua rồi, thì sau đó cô mới cầm thanh kiếm kề vào trong cổ đó, cô đến cô quỳ trước vua A Dục, cô thưa là muôn tâu bệ hạ, thì tiếp cũng đã phạm tội lớn là không tuân lệnh cấm của bệ hạ, thì bây giờ xin chịu tội. Thì ông vua hỏi thì nàng phạm tội gì, thì cô mới kể đó, bây giờ tôi hôm nay là nghe pháp à, là nghe pháp sư giảng không, thì lúc đó thì tiếp cũng không còn nhớ gì cả không. Liền ngay bây giờ chạy ra trước pháp sư, bây giờ chỉ nhớ có pháp mà lúc này vì cái lòng khao khát nó quá mạnh rồi, bây giờ chỉ nhớ có pháp thôi, quên hết những cái gì cái chuyện khác, cho nên là chạy trước mặt pháp sư giống như là con gọi là con trâu nước, con trâu là khát nước đó, nó cứ nhảy ào xuống ao để uống nước thôi, không kể gì đến nguy hiểm. Cho nên điều mà thần kiếp khao khát đó là Phật pháp thôi, cho nên đã quên cái lệnh của bệ hạ. Thì ông vua ông gạn hỏi lại nghe vậy, nhưng mà có cảm được gì không, thì biết được thì cô cung nữ này đã thâm nhập được Phật pháp không. Thì như vậy ông lại vui thêm, không những không có tội, ông còn vui mừng trong cung là có được một cô cung nữ mà nghe Phật pháp, mà thấm sâu được, mà gọi là chứng tu đạo hoàng nữa, tức là vào được cái dòng thánh ấy, thì vậy là cũng là chuyện hy hữu. Cho nên sau đó ông bỏ lệnh cấm không, rồi cho cung nữ được nghe pháp tự do luôn. Thì như vậy quý vị thấy không, đó cũng là tinh thần dũng đó lúc đó là chỉ còn nhớ đến Phật pháp thôi, nhớ đến pháp thôi, chứ quên mình, quên đến cái định cấm, không còn sợ chết nữa mà không, thì có dũng không đó, thấy không đó, Phật có dũng rất là dũng phải không đó. Cho nên đó với cái tinh thần này không, quý vị phải hiểu kỹ đó. Thì như vậy để tóm kết lại là hàng đệ tử Phật, tức là đi theo con đường của Phật, học theo Phật không, cũng như Phật tử là con Phật, thì mình không thể thiếu tinh thần học Phật phải không. Mà như vậy tức là thì tinh thần bi trí dũng này là không thể thiếu được phải không, phải phải khéo học. Nếu mà đây cái gì nhìn cuộc đời của Đức Phật thì cho thấy rằng cái tinh thần bi trí dũng của Phật đó nó phải tràn đầy và sáng ngời
cho chúng ta học theo. Ngay cái bước đầu tìm đạo đó, không? Thì ngài đi tìm đạo là gì cái gì? Để mà ngài tìm đạo. Tức là ngay bước đầu tìm đạo đó là ngài chính vì thương xót chúng sanh, đang chìm đắm ở trong sanh tử khổ đau này không có lối thoát, không? Cho nên ngài mới quyết để mà tìm cho ra cái đạo giải thoát, không? Chân thật đó để mà cứu khổ chúng sanh, không? Tức là ngài thấy ai cũng bị già, bị bệnh, bị chết, không? Sanh ra là già, bệnh, chết, ai vậy hết, mọi người này, người kia cũng vậy, không ai ra khỏi hết. Ngài mới quyết để mà tìm cái con đường để mà giải quyết được cái vấn đề đó để mà cứu khổ chúng sanh, chứ không phải là chỉ để hưởng riêng mình, không phải vì mình. Thì đó là bi, có đủ bi, phải không? Rồi đang sống ở trong cảnh ngũ dục đầy đủ, phải không? Coi như là mọi thứ trói buộc, phải không? Mà nếu mà nói về cái, những cái thứ mà trói buộc của ngài á, đối với chúng ta á, nó còn nghĩa là sao? Nó còn chắc hơn nữa, phải không? Còn chắc hơn mấy lần nữa, phải vậy không? Quý vị thấy một vị thái tử mà gọi là con một của ông vua sắp trao ngôi vàng, ngai vàng, mà ông vua lại biết được là thái tử này ưa muốn đi tu nữa, cho nên tìm đủ mọi cách để mà cầu chân, cưới vợ cho lập gia đình, rồi tạo hết những mọi cái thú vui hữu dụng, xây ba cái tòa nhà cho ngài ở, ba cái gọi là ba mùa, mùa mưa thì cho ở ngôi nhà, mùa nắng ngôi nhà, mùa đông cho ở ngôi nhà, đầy đủ sang cả, nghĩa là tìm đủ mọi cách để mà có thể cầu chân trở lại hết, phải không? Là còn mình thì cũng có chút cái tôi chứ đâu bằng, phải không? Cho nên nếu mà nói rằng cái dây cột mà để mình mà cởi ra thì mình cởi nhẹ hơn, phải vậy không? Mình cởi nhẹ hơn ngày nhiều, như thế không? Cổng thành là lúc nào cũng phải có canh gác hết, nên là không có hở để mà vượt ra nữa. Nhưng mà như vậy mà ngài sao sẵn sàng vượt ra hết thì đúng là dũng, phải không? Không có dũng là không làm được rồi, phải không? Mới thấy cái dũng của ngài đó. Rồi khi mà học đạo với các vị tiên nổi tiếng cái thời đó, chứng được những cái quả vị mà họ đã dạy ngài đó, ngài rồi họ còn mời ngài ở lại để cùng giáo hóa nữa, như thấy danh dự không? Tới học đạo rồi chứng quả luôn những cái pháp ông thầy dạy, rồi ông thầy mời xuống để mà chia nhau giáo hóa nữa, thì như thấy là quá danh dự rồi, không? Nếu mà ham danh chút là thôi là rớt rồi, phải không? Nhưng mà với ngài thì sao? Khi mà ngài thấy rõ đó là chưa phải là pháp của cánh giải thoát, ngài sẵn sàng từ giả ra đi. Vừa có trí mà vừa có dũng, có trí nhận định đó là chưa rốt ráo, có dũng là sẵn sàng ra đi không nuối tiếc, phải không? Nghe không phải bị một ít thành quả đó nó che mờ, nó cột trói, đúng là dũng. Rồi cho đến sau này khi mà ngài tu có hạnh, rồi thể thành đạo, thầy mà ngồi đây mà không thể nào không đứng dậy, dũng không? Phải không? Đó, không có dũng là không làm nổi rồi. Rồi phá quân ma, bao nhiêu quân ma là tới là phá hết cái gì thì ngài cũng phá hết, vậy tức là luôn luôn đầy đủ cái dũng khí gọi là cao cách trời, với cái trí tuệ cũng nhạy bén sáng suốt, phá tan hết những cái mê lầm đó, thì cái đó cũng gì cũng để thành tựu cái chí nguyện là độ thoát chúng sanh, cho nên là bi trí dũng đầy đủ, cho nên thật đó là một cuộc đời mà đầy đủ bi trí dũng sáng ngời cho mình học theo, phải không? Vậy thì là người con Phật thì chúng ta có phải đó rèn luyện cho tinh thần bi trí dũng đó để mà luôn tiến trên cái con đường giác ngộ này, không? Có lòng bi để cho mình quên bớt cái ta nhỏ hẹp này, phải không? Mà sống đến gần với mọi người, bi là thương mọi người, tức là sống bớt cái ta nhỏ hẹp để đến gần với mọi người,
rồi xóa tan cái dấu vết hận thù ngăn cách với nhau. Đó, tức là đem cái niềm an vui hạnh phúc chân thật cho cuộc đời. Đó, rồi thêm trí tuệ để mà soi sáng cuộc đời, phải không? Để đem lại ánh sáng chân thật cho thế gian. Đó, khiến cho đây nó bớt thời gian bớt tối tăm để mà đi ra con đường sáng, phải không? Rồi cộng thêm cái dũng nữa để mà vượt mọi khó khăn chướng ngại, không? Thắng phục những cái tập khí phiền não xấu dở, là cũng để đi để bớt làm đau khổ thêm cho nhau, phải không? Và luôn thẳng tiến trên đường đạo. Đó, cho nên bi trí dũng đầy đủ là phải kéo xuống luôn thực tập. Đó, thì với ba cái đức tính này đó là chúng ta có thể sao, có thể làm sáng tỏ thêm chánh pháp ở thế gian rồi, phải không? Đó, và tức là mình sống vui nè, không? Rồi sống sáng suốt, sống vững mạnh trong chánh pháp Như Lai, phải không? Đầy đủ như vậy. Đó, cho nên đó là vậy thì mình không hổ thẹn là người con Phật, phải không? Đó, cho nên đó phải tập đó. Thì đây, để trước khi kết thúc đó, thì đây cũng nhắc câu chuyện này để về cũng quy trí dũng đó, để cho quý vị nhớ, không? Tức là cái con cô đi, không? À, trước là con không vị hiệp sĩ, nhưng mà sau cũng thức tỉnh đi tu, cất một cái thất cũng ở đơn sơ, không? Cô cũng có cái tâm là từ bi cũng rất lớn, thường những người khốn khổ hoặc là những đứa bé ăn xin ăn mài rồi mùa đông khổ sở ghét rồi đó, thì cô cũng thường giúp đỡ cho ha. Thì hôm đó cũng dầm mùa đông ghét lạnh, thì gặp cho có một tên ăn trộm lẻn vào, thì cô thấy được. Khi mà thấy được như vậy đó, thì cô mới gọi lại, cô mới nói cách an ủi, cô nói nghĩa là nhẹ nhàng, cô nói là đêm hôm tối tăm như vậy mà trông thấy anh phải khổ sở từ xa nhọc nhằn, đến đây trong cái cảnh mà giá rét thì đó thì thật là đáng thương xót thôi. Bây giờ anh cứ tạm ngồi đây gần cái chỗ mà cái lò sưởi đó để mà sửa cho ấm, rồi tôi sẽ đi nấu nồi cháo ấm để cháo nóng đó để giúp cho anh ăn để mà bớt cái lạnh rét, không? Cô mới đi nấu cháo, xong rồi á thì khi mà đưa cháo cho cái anh ăn trộm này ăn á, thì cô mới ngồi lại, cô mới gợi nói chuyện, cô mới dưới đang Phật pháp, cô mới giảng cho nghe. Cô mới thấy là nghe là anh đúng là trông thấy anh là đúng là về nhìn tôi thấy anh á, thì không phải là người vô dụng không có làm gì được, tôi biết anh là có thể làm được những cái việc lớn, những cái việc mà lợi ích nữa, mà tại sao không có làm cái việc này thì để mà nó là mang tiếng cho anh, là mang tiếng xấu cho gia đình nữa. Theo tôi thì anh cũng nên bỏ đi để mà là chuyển đổi cuộc đời, không? Rồi cô mới gom mấy cái vật dụng gì đó hơi khá khá chút đó cho thôi, cái này đó, anh cứ lấy những cái này đi về đó anh đổi để mà anh chuyển cuộc đời của anh đi, chứ đừng nên làm gì nữa. Thì cái tên ăn trộm nó cảm động, không? Vừa được sưởi ấm, vừa được nấu cháo, được nghe đạo lý nữa, cảm ơn quá, không? Cho nên nó trả lại hết, cô không có lấy gì hết, bỏ ăn đi, không? Đó. Thì đó, không? Thì thấy cũng là đủ tinh thần bi trí dũng đó, phải không? Như đó là vì thấy đủ bi trí dũng chưa? Nghĩa là thấy nó một mùa đông giá rét ngao như vậy đó mà từ xa là phải sao phải rình rập thì đúng là đáng thương xót, phải không? Cho nên là cô thương xót liền, không? Rồi nấu cháo rồi cho nó ăn, rồi nghĩa là cho nó sưởi ấm, đúng là quý. Rồi đem Phật pháp khéo léo để mà giảng giải để mà cho nó nghe, nó hiểu được những cái lẽ thật hư, tức là trí,
có trí đàng hoàng, và trước cảnh vậy là không sợ sợ gì hết. Đúng là dũng, phải không? Nguyên trí dũng đầy đủ. Quý vị đây, tinh thần nguyên trí dũng. Cho nên đây đó quý vị khéo để mà thực tập để sống, để cho luôn phát triển cái nguyên trí dũng này. Vậy thì mong rằng tất cả luôn phát triển cái tinh thần bi trí dũng để mà mình sống một đời sống thật sáng ngời của một người con Phật cho xứng đáng. Rồi thì đủ rồi đó.